Yêu quan miệng sẽ thế ai, thì đề tòa thủ rụp về ngã dịp nghị quyết đại hội đảng bộ là gạt bền bạc bạ, và là ngã đoạp lúc hồng mạng. Đã là hình kết quả mà là gạt bền thuận bắc là gạt phòng linh thuận, ngã dịp là yêu dực dịnh bà rẻ bà gà, là mù xa plus xa rụp bầu bà ra tục tỷ đồng, mà mù tỷ dục plus nằm gạt lò ra tục ở bì gia lạ ngã. Được đặc biệt ta bà lê trợ nì mù rạ yạ gò lù, rạ ưu tiên nha dịp dịnh bà rẻ chả nạn lò kà yà gia lạ nào mày. Và dù lưu công trình một tên lăng tỏa, mạng chức kỳ lạ bộ ngã Bright, mà nền hữu thị ta nì, và là nào mai ngã ghi bộ ta nì hữu thị đầy đủ, một điều kiện tổ chức ngã Bright, dọc lo hữu thị xì tư biệt cả sọ. Một đầu tư sắp lúc tòa tỷ đồng xây dựng cái giá và là già, ba thôn suy lệ, ba lê phước kháng, là thôn lụi, ba là gà bền, thuận bắc, là gà phòng ninh thuận, ngã sông kẻ tiêu chi ngã giá xìa, đồng thời nhà dọc tỷ lệ mà nuôi hộ tị tại nhà mạng giá xìa xì hợp vệ sinh ta là gạt bên thùng bắc mạng mù xà lạp bài plu xà lạp bài rupê tỷ dục plu lùm mà cắt lò ra tù. Mưa từ gia được sạt mai play xuyên lê được rất là uất về mưa về mà lập play đây là rất là uất cái gia cả khẩn thọ tôi là xài lập xa ngặt nó là đợt liệt thứ bị ngã xa nó cả cái nó cũng thuận tiện xài cho ba xài chỉ lũ cái khẽ là can chỉ là được sạt là nhiều hơi can chỉ nhiều bù là bớt ó mua đầu tư Abiti Saratu tỷ dục plus xa tỷ đồng tỷ đây nhà ngã sòng giá là mừng bà tháp ta xuyên lề nhiều dễ vợ mừng từ thôn là từ trung tâm xã mua sữa đoạt plus km nha giờ khói về nào lòng vòng thị xã tiên đồng hồ nì là cầu về nào trung tâm xã Manitani thị mua sữa sập lu tờ sập lu lòng mà phúc nào từ huyện thông bắc nì cũng là thôn ta lụi mua gia là đẹp lòng là từ chỗ mưa chỉ là có hồ chỉ là mưa từ suy le ta vừa khang nó điều rất là chợ sao nì hồ chỉ là mưa từ suy le ta vừa khang đã xong hoàn thành một nửa phần rồi toàn chỉ là mua từ ba tháp mai ta play này là đã thuận tiện là cảm ơn po và quan tâm ca play cả ngã cả nó buồn thì ai mới qua là uất là cơ lo thành thật cảm ơn là nhà nước về chỉ là cái này cho một phần ngã xong rồi thì tôi nó thuận tiện nó học hành nào chở nó bùa đại khái là bệnh hoạn kệ cũng thuận tiện mua đầu tư CBT Saplus xa là 7 tỷ đồng ngã sông gia là ở tạc mù xa rù bâu lâu ra tù mét mù sạc lỡ ở bà ba ghi mà nì hồ dị tà nì bà râu bà lê lệ hải là gà bên thùng bắc là gà phòng ninh thuận mù sư cà gia phát quy hiệu quả là lạc bà hồ dạ và nì mà nì tà nì búc dạ búc gà gia tà bẹ lũ gia hôn mà lũ như sạc lỡ tình mạng mà nì tà nì ở búc gà gia đề dọa vợ dạ bẹ dạ kia tỏ nhận được ngang nên rất là rộng là lo và cái pa là cái đó là dài thì thao thua nhưng mà rộng á là 30 mét còn ngã bên này là già mới bước chơi này là thì thao vì tại vì cái đó trên là rất là hùng lắm hay là bơ không làm tay không nhưng bơ không là đô không tại những thế nhận được quan tâm cái thế này là rất yên tâm rồi đặt mục tiêu tơ thụ đoạt lúc đoạt được luôn mà và ra biết cái gì à được sự ra ở nhà đoạ thụ nì là gà bên thùng bắc là gà phòng ninh thuận mu bồ trì tu pa sa plu tì dục tì đồng ghi ngạ cái giá đoạ plu phòng học bà rầu dễ xây nhà ta pa lê cũng bồ trì dễ xây mu đoạ tì rù bầu lê ngạ lưu trường học nì ngạ sông ra tu pa nha tân nì ở bì huyện mu sa plu lâu trường đặc trưởng quốc gia lưu cái giá điểm ra à đục sở đạo tân nì mu lưu đầy đủ thiết bị dự điện này quạt TV, bàn ghế đảm bảo giữa cây ra bà to, ngã kỳ việc học bà to ra ghế. Trước đây trường cũ bị có một phòng dưới, một hàng phòng ba phòng. Mừng lâu nay mua sữa lầu ở tục sữa rạ mà nhu chả đáp lộ, cây đoà là nhu trụi kiện nha dự bù đảm bảo ở đáp lộ giả. Cây lâu là rủ gạ nhu hội giả, thụ nì mua năm ở tục sữa rạ bà rầu, vô ta nì ra ghế hạ tay. Có xuống cấp cái kiện xuống kiện cho nên nó không bảo đảm cho học sinh học. Xe cây yêu dứt chinh bà địa bà gà tục ba sạp lúc xa rụt bầu ba ra tục tỷ đồng. Xe cây đầu tư là khu trọng tâm, trọng điểm ô tiên bà bùm xe cây lưu mô hình xu rạc bà ả công trình một cây khả tiền phục vụ biệt là bộ ngã bà hồ tị nào mày
Lub Asura Apapup Talagal Bentung Bak phát huy dịch Kaya sau khi đầu tư. Bohni ngã dịch rõ Kaya lâu thụ ni Lagal Bentung Bak ngã dịch ghi mù lâu rù bầu xa ra tu đà là bạc lúc bà mà nữ hình ạ bạc. Mạc mù xa lúc đà là bạc gạt lò ra tu chỉ kêu mù tỷ lệ mà nữ gạt sọ đặc kỳ tàu xa bút lâu rù bê đoạp lúc lông mà gạt lò ra tu. Bên quân hàng thụ là đặc kỳ mù ba rù bê ba lúc đoà gạt lò ra tu xa thụ. Thời gian qua thì huyện đã có nhiều cái chính sách tập trung cái nguồn lực để đầu tư cho nhằm là phát triển là hồ rây dễ nì là gạt bên mô lô kaya chính sách tập trung chính bà rẻ bà bùm kì nhu chăn nạ ra ghê kinh tế xã hội dọc lo để xong hồ địa ghi mạo nước tạc kỳ tà nì. Kết quả lô kaya ngạ nì mô kaya trường lớp thì mô đầu tư nhu ra ghê bộ. Dạ là nào mai mô đầu tư khác bộ tàl châm bà lê ngạ bộ ra ghê ghi bộ ra nì nào mai. Dạ xìa cũng bà bùm ra ghê lô bộ. Hầu như là mô xa ra tu kà lô ra tu bờ xa mạo nước tani mu yasia yo blo jetsini mu din nguồn lực của lao chương trình mục tiêu quốc gia aga bohma đầu tư hoàn thiện dạ dạ là năm mai là gal ben cũng tập trung pa bum bre gi din kaya gi boh nga bra gi manu tani cụ thể là bre gi bol dre pepe sado hỗ trợ về kaya nga bra apu hỗ trợ về kaya khai hoang cải tạo tana dễ xây nhà bre thêm cái giá bọc ngã bạn ghi bọc tani thông qua lu cái asura chăn nạ về cái bọc ngã bạn asura chăn nạ cái giá ngã thật là chủ giá trị khai hoang cải tạo si cái giá ưu tiên nguồn lực tập trung dựa gia là tani là gần bên thùng bắc là gần phòng nên thuận cung khang một cái giá lấy cho đại nhung mạnh ta tana và lấy chợ này tôi pa này ngã giết cái giá thăng lên nghị quyết đại hội đảng bộ là gần bên bắc pa gia là ngã đoạp lúc lùm à.